Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về du học tại đất nước Singapore. Và Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu đến các bạn trường Học viện Quản lý Austin. Học viện Quản lý Austin thì được thành lập vào năm 1996, là một trong những trường chuyên đào tạo các ngành về kỹ thuật và kinh tế tại đất nước Singapore. Trường đạt được chứng nhận EduCert 4 năm. Và sinh viên lựa chọn học tại trường Austin vì các lý do như sau. Đầu tiên là vì đây là trường tư thục duy nhất có chương trình thực tập hưởng lương đối với chuyên ngành về kỹ thuật. Và bằng cấp của trường thì được quốc tế công nhận rộng rãi. Và trường đại học liên kết với trường là trường The Montfort University thì thuộc top 1,4% đại học tốt nhất trên thế giới. Trường Austin nằm ngay Bukit MIT, là trung tâm của Singapore, và sinh viên thì có thể đi học bằng xe bus hoặc là MIT. Và sinh viên khi học tại trường sẽ có thể lựa chọn được chương trình học tăng tốc. Trường nằm trong top 10 trường tư thục đào tạo kỹ sư tốt ở Singapore. Và theo khảo sát của Job Central về mức độ hài lòng của sinh viên năm 2014 thì 86% sinh viên đánh giá về mức độ hài lòng đối với trường này. Và sinh viên tốt nghiệp tại Austin thì làm việc trong phòng kỹ thuật hoặc là kinh doanh của các công ty lớn ở Singapore, ví dụ như là DBS Security, Philips Singapore, hoặc là Singapore Technology, hay là Singapore Power, hoặc là Starhub. Và văn bằng cử nhân và thạc sĩ của trường sẽ được cấp bởi các trường đại học như sau: là trường University of Wolverhampton, London South Bank University và The Montfort University. Tiếp theo đó là chương trình đào tạo tại trường Austin. Đầu tiên đó là chương trình tiếng Anh, thì có 3 level và mỗi level đào tạo trong thời gian là 4 tháng. Thứ hai đó là chương trình dự bị. Đối với các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh và kỹ thuật, thiên về điện tử và máy tính, thời gian học sẽ là 4 tháng và yêu cầu là các bạn phải hoàn thành lớp 10 và điểm IELTS từ 5 chấm trở lên. Và đối với chương trình cao đẳng tại trường Austin thì sẽ bao gồm chương trình cao đẳng kỹ thuật với thời gian học là 8 tháng lý thuyết cộng 6 tháng thực tập hưởng lương, yêu cầu là hoàn tất lớp 12 và điểm IELTS là từ 5.5. Và đối với chương trình cao đẳng quản lý dự án xây dựng thì thời gian học sẽ là 8 tháng và yêu cầu là hoàn tất lớp 12, điểm IELTS là 5.5. Và đối với chương trình cao đẳng nâng cao thì chuyên ngành về điện tử, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính thì thời gian học sẽ là 8 tháng, yêu cầu là tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương và IELTS là từ 5.5 trở lên. Và chương trình cao đẳng nâng cao, đây là chương trình gộp cao đẳng và cao đẳng nâng cao, thì với các chuyên ngành như là điện tử, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính thì thời gian học sẽ là 16 tháng, với yêu cầu đầu vào là hoàn tất lớp 12 và điểm IELTS là 5.5. Và tiếp theo đối với đào tạo chương trình đại học thì yêu cầu của chương trình này là các bạn phải tốt nghiệp cao đẳng nâng cao hoặc là tương đương, điểm IELTS là từ 6 chấm trở lên. Và đối với chuyên ngành về quản trị kinh doanh thì các bạn sẽ được nhận bằng của trường London South Bank University và thời gian đào tạo là 12 tháng. Đối với chuyên ngành kỹ sư điện tử truyền thông thì bằng cử nhân sẽ được nhận từ bằng của trường University of Wolverhampton, thời gian học sẽ là 8 tháng. Và với chuyên ngành kỹ sư điện tử, ngành cơ điện tử thì bằng cử nhân sẽ được nhận từ trường University of Wolverhampton, thời gian học sẽ là 8 tháng. Và chương trình kỹ sư điện tử, ngành cơ điện tử, điện và điện tử thì sẽ được nhận bằng của trường The Montfort University với thời gian học sẽ là 16 tháng. Và cuối cùng đó là chương trình đào tạo thạc sĩ thì nhận bằng của trường University of Wolverhampton với chuyên ngành là quản lý dự án với thời gian học là 12 tháng. Và điều kiện là các bạn phải tốt nghiệp đại học và điểm IELTS tương đương là 6 chấm trở lên. Và để biết thêm thông tin chi tiết về trường Austin thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, hoặc các bạn muốn biết thông tin về hồ sơ cũng như thủ tục học phí khi du học tại các trường ở Singapore thì các bạn hãy liên hệ với Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau: chi nhánh quận nhất là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, số điện thoại là 0838484879. Chi nhánh tại quận 5 đó là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại là 0838382080. Và chi nhánh tại Nha Trang đó là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ.
hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.